5 tỷ phú kiếm tiền nhiều nhất năm 2022. Năm 2022 quả là một năm đầy biến động đối với những tỷ phú trên thế giới. Theo Forbes, 500 tỷ phú giàu nhất thế giới đã mất tới hơn 1.400 tỷ đô, chủ yếu do giá cổ phiếu lao dốc, lạm phát cao hơn và tăng trưởng kinh tế chậm lại. Mặc dù trong bối cảnh suy thoái chung, một nhóm nhỏ các tỷ phú đã đi ngược xu hướng này. Theo đó, thì 5 tỷ phú có giá trị tài sản tăng mạnh nhất năm nay với hơn 93 tỷ đô. Điều đặc biệt là tất cả họ đều đến từ khu vực châu Á. 2022, năm mất tiền của các tỷ phú toàn cầu. 2022 quả là năm ác mộng với nền kinh tế thế giới. Các tỷ phú thuộc hàng loạt lĩnh vực, từ công nghệ, bất động sản, tiền số đến vaccine, đều chứng kiến tài sản giảm mạnh. Theo Bloomberg Billionaires Index, tài sản của 500 người giàu nhất thế giới giảm tới 1.400 tỷ đô năm nay. Có rất nhiều nguyên nhân gây ra việc này, từ vụ sụp đổ của sàn tiền số FTX, chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine, đến thương vụ mua Twitter nhiều lùm xùm của CEO Tesla Elon Musk. Elon Musk, Jeff Bezos, Changpeng Zhao, CZ và Mark Zuckerberg, những người có tài sản tăng mạnh nhất trong đại dịch, thì năm nay mất tiền nhiều nhất. Tổng cộng tài sản của họ giảm 392 tỷ đô. Ví dụ như Elon Musk, người giàu nhất thế giới vào thời điểm tháng 1, 2022, đã mất 25,8 tỷ đô chỉ trong ngày 27 tháng 1, do cổ phiếu Tesla lao dốc sau khi hãng này cảnh báo thách thức về nguồn cung. Sự kiện này báo hiệu một năm sóng gió với Musk, cả về vấn đề tài chính lẫn cá nhân. Đến tháng 2 năm 2022, các tỷ phú Nga mất tổng cộng 46,6 tỷ đô trong ngày 24 tháng 2, khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine. Giới chức Liên minh châu Âu EU, Anh, Mỹ đã ngay lập tức công bố lệnh trừng phạt các tay vịt Nga và công ty của họ để đáp trả. Hàng loạt du thuyền của nhóm này bị thu giữ. Các bất động sản ở London thì mất giá. Tỷ phú Roman Abramovich thậm chí phải bán câu lạc bộ bóng đá Chelsea. Các tỷ phú Nga đang trên đà mất thêm 47 tỷ đô nữa trong năm nay khi cuộc chiến vẫn tiếp diễn. Vào tháng 3 năm nay, tài sản của các tỷ phú Trung Quốc cũng đã bị bốc hơi 64,6 tỷ đô khi thị trường chứng khoán lao dốc. Đến nay, họ đã mất thêm 164 tỷ đô nữa do các chính sách phong tỏa chống dịch, thị trường bất động sản đi xuống, lĩnh vực công nghệ bị siết quản lý và căng thẳng thương mại với Mỹ. Sau đó, Giang Huy Giang mất ngôi phụ nữ giàu nhất châu Á sau khi tài sản của bà giảm một nửa trong 7 tháng vì khủng hoảng bất động sản tại Trung Quốc. Country Garden Holdings, công ty bất động sản mà Giang thừa kế từ cha năm 2005, hưởng lợi lớn từ làn sóng xây nhà tại Trung Quốc vài năm gần đây. Tuy nhiên, việc nước này kiềm chế giá nhà đất và cho vay bất động sản đã khiến ngành này lao đao, hàng loạt dự án đình trệ, kéo theo chiến dịch tẩy chay trả nợ ngân hàng của người mua nhà Trung Quốc. Cổ phiếu Country Garden đến nay vẫn chưa hồi phục. Đến tháng 9, 2022, ông chủ Facebook Mark Zuckerberg trở thành người thiệt hại nặng nhất trong các tỷ phú công nghệ. Tài sản của Mark giảm tới 71 tỷ đô so với tháng 1, chủ yếu do chiến lược chuyển hướng sang Metaverse, vũ trụ ảo tốn kém của Meta và ngành công nghệ nói chung đi xuống sau đại dịch. Và gần đây, tài sản của Mark Zuckerberg tiếp tục giảm sâu khi thị trường chứng khoán có nhiều biến động xấu. Và cuối cùng, khi đại dịch không còn quá nghiêm trọng, bong bóng kinh tế Covid cũng xì hơi nhanh chóng. Tài sản của các tỷ phú Covid, những người phất lên nhờ vaccine Stefan Bansal của Moderna, xe cũ Ernie Garcia II và Ernie Garcia III của Kavana, mua sắm trực tuyến Bom Kim của Coupang và họp trực tuyến Eric Yuan của Zoom giảm mạnh. 58 tỷ phú trong nhóm này ghi nhận mức tài sản giảm trung bình 58% so với thời kỳ đỉnh cao. Trong bối cảnh suy thoái chung, một nhóm các tỷ phú đã đi ngược xu hướng. 5 vị tỷ phú thắng lớn trong năm 2022 đã kiếm được tổng cộng hơn 200 tỷ đô. Mới năm ngoái, 4 trong số 5 người được xếp hạng ở danh sách đều đến từ Mỹ và có vận may trong lĩnh vực công nghệ hoặc liên quan đến công nghệ như xe điện. Trong khi đó, năm nay chỉ có một người là Colin Trần Hoàng của Trung Quốc là một tỷ phú công nghệ. Để đo lường những tỷ phú kiếm được nhiều tiền nhất, Forbes đã xem xét những người là tỷ phú vào đầu năm. Có 2.671 tỷ phú vào đầu năm 2022. Dưới đây là 5 tỷ phú kiếm được nhiều tiền nhất tính theo đô la Mỹ vào năm 2022. Gautam Adani, tỷ phú kiếm nhiều tiền nhất trong năm 2022. Cái tên được Forbes nhắc đến đầu tiên là tỷ phú Gautam Adani, sinh năm 1962 tại Ấn Độ. Giá trị tài sản ròng của ông tính tới ngày 31 tháng 12 năm 2022 là 127,7 tỷ đô la Mỹ, khi sở hữu tập đoàn Adani bao gồm một mạng lưới các công ty giao dịch hoạt động trong lĩnh vực sản xuất điện, xi măng, bất động sản. Từng bỏ học đại học,
Ông Adani từng khởi nghiệp trong ngành kim cương của Mumbai vào đầu những năm 1980 trước khi trở về quê hương Gujarat để giúp cho anh trai kinh doanh nhựa. Đến cuối những năm 1980, ông mở công ty kinh doanh nông sản và từng bước gây dựng đế chế hiện tại. Trong năm 2022, ông Adani đã kiếm được 55,1 tỷ đô. Cổ phiếu của Adani Enterprises đã tăng tổng cộng 57% trong năm 2022 khi tập đoàn này liên tục mở rộng và mua lại các công ty nhỏ hơn. Tập đoàn hiện là nhà sản xuất xi măng lớn thứ hai của Ấn Độ sau khi mua lại chi nhánh trong nước của công ty xi măng Holcim đến từ Thụy Sĩ. Đặc biệt, đây là lần thứ hai liên tiếp ông Adani kiếm được hơn 50 tỷ đô một năm sau khi kiếm được 52,5 tỷ đô vào năm ngoái. Nhờ vào việc tài sản tăng một cách thần tốc mà vào đầu tháng 2 năm 2022, tỷ phú Adani chính thức trở thành người giàu nhất châu Á và giàu thứ 10 trên thế giới với khối tài sản trị giá 90,1 tỷ đô. Và chỉ vỏn vẹn 10 tháng kể từ thời điểm đó, ông đã nhảy vọt lên vị trí giàu thứ 3 thế giới. Có lẽ tài sản của tỷ phú Adani sẽ còn tiếp tục tăng thêm nữa khi vào đầu tháng 12 năm 2022 vừa qua, tập đoàn Adani còn trở thành cổ đông lớn của hãng mạng truyền hình lớn nhất Ấn Độ là New Delhi Television, gia tăng thêm thị phần của mình trong ngành truyền thông. Lau Thokwon, ông vua than đá Indonesia. Sinh năm 1948, Lau Thokwon đến từ Indonesia, được mệnh danh là ông vua than đá khi là chủ của tập đoàn khoáng sản Bayan Resources. Chỉ tính riêng trong năm 2022, ông Lau đã kiếm được số tiền lên tới hơn 16 tỷ đô. Sự bùng nổ của ông Lau trong năm nay đã phá vỡ dự đoán của nhiều người khi họ cho rằng ngành công nghiệp than đá đang hấp hối. Giá cổ phiếu công ty khai thác than của ông là Bayan Resources đã tăng gấp 3 lần trong năm 2022 do được hưởng lợi từ cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Nhờ sự tăng trưởng này, ông Lau đã bước lên vị trí tỷ phú giàu thứ hai tại Indonesia với tổng số tài sản hiện tại là 28 tỷ đô, trong khi năm trước chỉ đứng thứ 18. Nhiều người dự đoán rằng khối tài sản của ông Lau Thokwon sẽ tiếp tục tăng phi mã bởi hưởng lợi từ cuộc chiến tại Ukraine. Lúc này, Mỹ và phương Tây đang áp giá trần lên dầu khí Nga, nên việc Nga giảm sản lượng bán ra sẽ khiến cho Lau Thokwon bán được nhiều than hơn. Hoàng Tranh, cha đẻ gã khổng lồ thương mại điện tử Pinduoduo. Hoàng Tranh, Colin Hoàng, sinh năm 1980 trong một gia đình tương đối khó khăn tại Trung Quốc, có bố mẹ là công nhân. Tuy vậy, anh đã vượt khó và thành công gây dựng công ty Pinduoduo vào tháng 9 năm 2015. Đứa con tinh thần này cũng đã một thời giúp cho Hoàng Tranh vươn lên, trở thành tỷ phú tự thân giàu nhất của Trung Quốc. Hiện tại, bất chấp những khó khăn về kinh tế và đại dịch của Trung Quốc, gã khổng lồ thương mại điện tử của tỷ phú Hoàng Tranh là Pinduoduo vẫn phát triển mạnh mẽ. Công ty này đã niêm yết thành công trên Nasdaq trong năm nay để bật lên so với những sàn thương mại khác cùng quê. Mới đây, Pinduoduo còn báo cáo doanh thu quý 3 tăng trưởng 65% sau khi thu hút người tiêu dùng với mức giá thấp. Mặc dù công ty cảnh báo rằng tốc độ tăng trưởng cao như vậy là không được bền vững, điều này cũng không làm nản lòng giới đầu tư khi giá cổ phiếu của công ty đã tăng 35% trong năm nay. Với những thành tựu này, tỷ phú Hoàng Tranh đã kiếm được 11,1 tỷ đô, nâng số tài sản của mình lên 28,7 tỷ đô. Đáng nói, Hoàng Tranh là tỷ phú công nghệ duy nhất lọt vào danh sách những tỷ phú kiếm được nhiều tiền nhất trong năm 2022. Ông cũng là điểm sáng tiêu biểu đại diện cho ngành công nghệ trong bối cảnh ngành này đang chìm sâu trong khủng hoảng. Wu Yiling, cha đẻ của thuốc Liên Hoa Thanh Ôn chữa COVID-19. Ông Wu Yiling sinh năm 1949, con trai của một bác sĩ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Bắt đầu quan tâm đến y học khi còn là một thiếu niên, ông Wu từng theo ngành y học cổ truyền của Trung Quốc và nhận bằng thạc sĩ tại Đại học Trung y Nam Kinh năm 1982. Sau đó, ông làm bác sĩ trước khi thành lập công ty Shijia Zhuang Yiling vào năm 1992, công ty sản xuất các loại thuốc cổ truyền, điều trị các bệnh bao gồm cả cảm lạnh, bệnh tim mạch, khối u và tiểu đường, được niêm yết trên sàn giao dịch Thâm Quyến vào năm 2011. Với doanh nghiệp của mình, trong suốt nhiều năm, Wu Yiling được biết đến là một trong những nhà khoa học được xếp hạng cao nhất Trung Quốc và thuộc 500 người giàu nhất thế giới với tài sản trên dưới 5 tỷ đô. Chỉ tính riêng năm 2022, ông Wu đã kiếm được 4,1 tỷ đô. Lợi nhuận của ông Wu trong năm nay gắn liền với Liên Hoa Thanh Ôn, một loại thảo dược được dùng để chữa COVID-19 do công ty dược phẩm Shijia Zhuang Yiling Pharmaceutical của ông phát triển. Được biết, cổ phiếu của công ty này đã tăng 61% trong năm nay khi người dân Trung Quốc tăng cường dự trữ các loại thuốc điều trị COVID-19 sau khi các lệnh phong tỏa đã được dỡ bỏ.
Theo báo cáo từ công ty, doanh thu từ việc bán Liên Hoa Thanh Ôn chiếm 46% tổng doanh thu. Tỷ phú Ravi Chaturia, trùm nước giải khát Ấn Độ. Đứng cuối trong danh sách 5 người kiếm tiền nhiều nhất năm 2022 là tỷ phú Chaturia, chủ tịch RJ Corp, một tập đoàn đa quốc gia có chỗ đứng vững chắc trong lĩnh vực đồ uống và chăm sóc sức khỏe. Trong năm 2022, ông Chaturia đã kiếm được số tiền hơn 3,9 tỷ đô, nâng tổng số tài sản cá nhân lên hơn 8,7 tỷ đô. Cổ phiếu công ty chủ lực của ông Chaturia là Varun Beverages đã tăng gấp đôi trong năm nay khi bối cảnh lợi nhuận và biên lợi nhuận tăng vọt. Được biết, Varun Beverages là một trong những đối tác sản xuất chai nước lớn cho PepsiCo. Cổ phiếu của Devani International Limited, một công ty khác của ông Chaturia, cũng đang trên đà phát triển và đã tăng 12% trong năm nay vì những thông tin tích cực liên quan tới sản xuất. Hiện tại, Devani đang nắm quyền điều hành các chi nhánh đồ ăn của KFC, Pizza Hut và Costa Coffee tại Ấn Độ. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!